Kìa, một đại gia vừa ra. Ồ. Ồ, đại gia vừa ra. Ồ, đại gia vừa ra. Chú Dũng ơi. Chú Dũng lên chở. Cây hai bơ. Cây bơ nè, hai cây bơ luôn. Hai lá gì vậy? Đây, xăm xăm. Vô mẫu. Vô cái chanh. Đây. Đây đây đây, rồi đây. Đây đây. Đi giống vịt, giống vịt. Đi vô đi. Tao bé, bé. Tao bé thì tao diễn. Đây. Thế là mình để đây mình chỉ vô không đâu, để hạ tới cho mình để vô dạo đây. Để hết lên đây mình vô vườn. Vườn vịt. Vườn vịt. Để đó nó đổ luôn coi. Để đây, để vô chanh hào quay. Đó. Trời. Nó đèn luôn à. Thầy vô, cho giới thiệu thôi. Đó. Đây. Giới thiệu một vườn vịt ở vòng quê. Đây. Đây mà bà bé mở cửa chui vô nha, đó. Cửa chui vô rồi, tiếp tục chui vô thứ hai. Đây. Rồi chui vô trong cái chừng giống vịt nha. Vô giống vịt nha. Vô thăm vịt mà giống vịt luôn. Ui cái đổi nó đi hết. Đó, để hàng tán hàng đây, đây. Đây rồi, rồi. Ô, ui một lần vịt. Thơm lắm. Chanh tuyệt vời lắm. Cái quả mã luôn. Ở cái cán được thơm quá. Thấy cái đâu cũng mừng. Ô, chanh trái to thôi. Quay cận cái chanh hả ơi, cái con bự nữa. Thơm không? Tại vì nó có phân nó thấy. Ồ, trái chanh nè mấy anh chị thấy không? Quá đẹp. Về quê ngoại. Về quê ngoại. Thăm vườn chanh, thăm mấy con vịt. Tại vì Sài Gòn không có. Quay lại kỷ niệm xưa. Nè. Cái gì đó? Ồ, trái quá trái luôn. Quá đẹp. Quá, trái đã không? Đã. Thơm quá không? Ui, rồi xong. Rồi lượm đi. Chanh này chanh giấy hả? Chanh giấy thơm chứ. Chanh này chanh giấy. Rồi, đây, đây, trái con đụng rồi đó. Đụng nó, rồi. Nó già rồi đó. Mấy cái này già lắm rồi nè. Nè, đụng nó đụng. Ừ. Nói đi. Nó già quá. Nhiều rồi. Quá. Bỏ đây, quay hả ơi. Trời, trời gì? Vui vậy, mới vui nè, đó. Bỏ vô, lấy vô, lấy vô, lấy vô. Bỏ vô, bỏ đây, đây. Thôi đó, thôi rất áo luôn. Hái thêm đi, hái thêm. Hái được rồi. Hái không, hái thêm được mỗi đứa cầm á, cái chỗ gì bé thì hái bỏ nhìn nó già, nó rụng nè. Thôi, đừng nó rụng ra rồi. Nó rụng, hả? Nó rụng ra rồi. Rồi, hái cho nhiều vô, tối nay mình có nước chanh uống rồi. Ừ. Hái. Hái vô, đừng vô, cho hơn luôn. Ê, ôi, có gai nha, từ ơi. Có gai, đây bự, đây đau lắm á. Bà tí thẳng tới, bà tí thẳng tới. Vâng, hai lụa rồi. Bao nhiêu cây nào có trái lại hết cây đấy. Đây nè, cái trái trên đầu đây nè. Hai ba trái kìa, nhà già đó, bừng đó. Lên nữa. Không sao, cây nào có trái là hái hết rồi. Coi như là cậu Mẫn yên tâm đi. Vô. Qua Tết là không còn trái nào để xài. Rồi, đi vô. Hết chưa? Thôi. Rồi, xin mời lên đường nha. Rồi, ta chịu cây, xong rồi. Đây. Mẫn đừng có lo, còn Mẫn có trái là hái hết. Có trái là hái hết. Đây cái tiêu nè, quay cái tiêu đi. Chiều mình ra mình sẽ hái tiêu. Đó, đi hứng. Đi. Đây, mở cửa. Đi. Đó, quay tí kìa, tí mở cửa. Rồi, xin mời. Đi sao đóng cửa kìa, Gia Huy đóng cửa không? Được rồi, đóng cửa được rồi, được. Không á. Rồi, bưng đây. Yeah. Làm rồi, sao không? Vì mẹ bỏ vô đây đi. Sao bỏ cho con nè, nó không lộng rồi. Rồi, bưng tôi đủ. Bưng được không? Bưng được không? Không bưng đâu. Bỏ vô đây. Đi. Đây. Sao con không dính gì mà. Ôi, mình có đu đủ ăn rồi. Yeah. Vô mở hết là coi lại nè. Đây, đại gia mở cửa đây, đó, đại gia. Ủa, dở cái này ra. Bả lùn nhất mà lo đụng đầu. Ôi, thật là vui. Đi hái lá é gì bé ơi. Ừ. Ủa, chưa nay hái luôn là không? Hay là ăn cái gì? Mấy cái này cũng được. Rồi, để.
sao nữa, nó cưới bây giờ hết rồi, con xíu. Ui già, nó buồn gia đình đó, nó phải lấy cánh thôi. Rồi, chanh. Cà phê. Rau, tí rồi, rau. Gì vậy? Rau, cà phê, chanh. Sản phẩm vừa đi từ sáng giờ đây, sản phẩm đi từ sáng giờ được bao nhiêu đây? Đây, bán rẻ cho. Ai mua không? Vô. Quý vị ở trong chung với cà phê. Rồi, ngồi lửa ớt đi. Đó, đây là cà phê đây. Mọi người con cháu không ai biết cà phê thì biết đây là hộp cà phê. Ai không biết cà phê thì cứ việc vô Sài Gòn mua một bịch cà phê uống đi đâu là biết. Ủa rồi đi hỏi đâu rồi? Anh xui nói chuyện nó nói không để chung với uống thì dễ lắm mà. Rồi, chút xíu là cà phê nữa ha. Thấy ơi. Đây, nguyên cái tắc này đó. Đã chưa? Lên. Hơn ơi. Cây này quá, cây này hái đã này. Quý vô hái đi Quý, Quý vô hái đi. Vô hái mau. Vô đây. Vô hái đi cho biết chứ làm gì vậy? Vô đây hái tắc mau lên. Ừ, mẹ ơi, con cầm cái này về, con ngập một trái về đi trên đường đi thử. Ừ, không. Ui, như vậy. Ừ. Nè. Hái bự bứt thôi. Chị U kia đi đâu vô trong đó là mất luôn rồi. Tí ơi. Ôi. Nhanh lên đầu ơi. Ô. Nè. Đó. Wow. Wow. Uống tí đi đâu ta? Đi vô kêu mẹ coi mẹ đâu vậy? Mẹ đi toilet mà. Ủa xuống chà. Mẹ nó nói vô xuống. À, bưng đi vô. Bà đi hái mùng tơi, hái mùng ngón cho nó canh nha. Đi luôn. Hái mùng tơi đây hả? Hái mùng tơi. Rồi, hái mùng tơi. Hái mùng tơi cho nó canh nha. Tí ơi, lấy rổ ra đây tí ơi. À, tí mặc đồ. Lẹ lên. Lấy rổ trước này nè, rổ để ăn trước. Có cái mũ nào không ta? Khỏi, không có nón đâu. Không có nón chị tí ơi, nón đỏ rồi. Cái lá quế này nè hà, nấu canh cá lóc với lại chuối chát á. Nấu sao? Nấu canh xong nó ngắt bỏ nó vô. Nó rất là thơm ngon lắm. Vậy hả? Ừ, lương nữa. Ủa, cái lá này hả? Nè, rau này, rau ấy à. Lắc cái đó đi. Bà tí lắc đi. Tí lắc rồi chứ này, tí lắc mồm tao vô nó xanh vậy hả? Ủa đâu mày vậy là cái lá quế lá nào vậy? Lá này nè, lá é. Đúng rồi. Lá é mình. Dạ, lâu lá é. Ngon lắm. Hay là mình ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Mình gà nấu lá é đi nhà hàng ăn đó hả? Mấy trăm ngàn một con á. Đúng rồi. Ừ. À, lá é là cây đó đó hả? À, é đó. Hồi xưa bà ngoại nấu với lương với lại cá lóc rồi đó ngon lắm. Dạ, nấu lá é. Giống như lá quế của mình đúng không? Mà nó khác màu thôi chứ. Nhưng mà cái vị nó khác chứ. Mình hái cái này xong mình ra mình hái một ngó. Đúng rồi. Một ngó thì một ngó quá chừng. Gỡ lên mà cho nó thấy cho nó nói đó tao đi một bữa lại kêu nó kéo nhau gì. Ủa về nhà cha nhà mẹ chứ về nhà ai nữa mà nói hả? Ừ. Kéo nhau về đừng phá cái sập nhà. Ủa ai phá đó, ai mới phá đó, phá cái sập nhà luôn. Cái đọt cái này hái cái đọt vô nó canh rồi. Ừ. Thì bé có tươi tươi đó bé tí. Đúng rồi, giả ra giả ra nói vô lấy cho bà bé một cái gỗ nữa đi con. Hai anh đẹp trai đây, ai mua tắc không? Ai mua tắc không? Hái lá é luôn đi. Hái lá é luôn hả? Lá é vô chiều nấu gà phải không? Quá bự vậy. Bây giờ nấu con nhiêu thì nấu ăn luôn bây giờ đi. Con nhiêu đó thì ăn nấu chung với cái này cũng được đấy. É sao nấu chung? Được không? É nấu chung với mồng tơi thôi ông ơi, ông.
Có được không? Không. Không được hả? Sao kỳ vậy? Cái này nấu chung với mồng tơi được nè. Cái này là rau đay. Rau đay hay là cây ấy? Cái bố, đai. Cái bố á. Không, không phải là cái rau đay á. Ăn bổ hả? Mát hả? Mát. Cái này là cây riềng nè, hà. Phải không? Cái riềng ăn thịt chó là hả? Là nó đó hả? Riềng nè. Ủa, nó rụng. Ủa hay vậy ta, bây giờ mới biết là cây đó cây riềng ăn chó. Ôi. Còn cái cây này là nấu hầm gà đó, kêu bằng cây gì mà thuốc bắc mà nó có giống như trái ớt hiểm, này biết không? Cái này nè. Cái này là cái gì? Cái gì? Cái cây này cây thuốc bắc kêu bằng cái gì nè. Đó, để xuống đó Hà quay phim cho con thấy. Ở trong nấu gà đúng không? Bây giờ cái này mình bưng đi hái bùn ngót. Đó, chú vô một tới. Ờ, đi này nó. Đúng rồi. À, đi qua đây. Nghe hả, một bé khoảng cổng. Đó, kéo cổng lại. Đây có đạo diễn. Đó, quay hết nước chui ra. Đi. Trời ơi, giống chui vô hang quá vậy. Đi qua hái cà phê đi. Hái cho đủ đi. Đây là điều mà. Nè. Đây là điều không? Điều. Bé cầm một cái cây gì, bé cầm một cái cây chọt đủ trong đó. Ui. Cầm em. Đấy, tí qua đi, tí cầm cái cây đi. Tí cầm cây ngắn nè, thì bé cầm cây dài. Trời, người ta cao hơn mà bị cầm cây ngắn. À, thì cao hơn mới cầm cây ngắn. À vậy. Ba, ui, con mày hứng không mà. Ồ, không cần. Chọt cho rớt cái bự tí. Chọt cái bự. Dì bé tránh ra nha. Ờ, một, hai, ba. Leo lên luôn. Thôi, chạy cây. Leo lên cây luôn. Leo lên. Một cái là vô này, vô này tới. Đâu, không ơi. Rồi. Một trái nó canh thôi hả? Hai trái. Hai trái đi. Hai trái rồi. Ủa, chín chưa? Chưa, hai nó con mà. Ở trong đục con cá. Đó, đục đi mày, đục đi đưa anh. Đâu rồi, bưng cho. Cái đâu? Đây, em lấy cái này đi. Hai trái đủ rồi. Chọt đi, ông bự đi. Ông thích chọt. Vô chọt. Ngay cái cuốn á xong rồi. Ui. Được. Từ, chưa. Lắc qua. Rồi, lượm đi. Để bên đường đó đi. Bự. Đúng bự luôn, số 1 luôn. Rồi, đi qua hái cà phê. Ui, để mấy đũa đổ đây đi. Đem cái đũa theo. Cà phê làm sao hái Hà ơi. Rồi. Cái này sao hái được? Ôi đồ chín rồi. À đu đủ chín, trái nó ngọt lắm á tí. Kìa bé, tí là hái đu đủ kìa hả? Rồi, cái nào? Đu đủ trước hay là cà phê trước? Đu đủ đi. Rồi, đi qua đu đủ. Đu đủ này mới chín nè. Thân leo lên cây này. Ôi. Cái gì nữa? Chín ra luôn á. Cái này là ăn được nè. Ờ. Sao mà cái lá nó khô hết trơn người ta? Không có nước không? Ừ, không có nước không? Rồi, cái này chín. Là... Cây cà phê này ha. Thôi, trái rồi. Được rồi. Cái này vài bữa nó chín. Không, nó mỏng lắm. Cái này chừng mũi cho con. Kéo xuống, kéo cho nó không cầm. Đây, cầm lên kéo con. Kéo leo lên cây đi. Xong kéo. Đã lúc rồi. Kéo cho xong xuống qua đây hái này. Rồi, kéo xuống đi rồi đó. Qua đó đi, bốn người qua đó luôn. Kéo vậy thôi, kéo em thôi, con kéo gì nữa thôi. Rồi. Qua hái đi, rồi đúng rồi, đúng rồi. Ôi, nhà bắt tắm hôm nay vui quá, ăn Tết vui quá. Ăn Tết vui quá. Cái rổ này em hái chung vô đi. Rồi hái xong em hái bớt con hả? Đó nè. Tí quay lưng lại thà mới quay được. À. Nè. Rồi, được rồi đó, đúng rồi, ok. Dạ Huy ơi, con bưng rổ đi. Vui. Đúng rồi, con bưng rổ cho anh Hà, anh Hưng quay. Cậu với anh gì? Ôi, cái rổ đó lủng không? Chắc không nổi gì đâu. Cà phê còn bắn đảo vậy. Huy, cái cầm bên này nữa chứ. Cái gì bé bưng? Bưng nha. Con hứng dưới cái cây của cậu Hưng á, cậu Hưng hái tới đâu cậu hứng xuống tới đó. Coi chừng kiếm vàng nha. Rồi. Hả? Mày kéo cây cho con hái đi. Nè, thì sao con rồi, hái mày làm đi, con hái rồi mà. Con hái được mà. Con che vô đi con, vô hay che vô. Vô hái mày hái chung nè. Cậu cầm tay rồi. Ê, đi đâu hả? Ủa, quên nè. Ra mẩy mê. Quá đẹp luôn, cà phê quá đẹp luôn. Rồi. Một rổ luôn. Đây.
toàn là những chị em phụ nữ thích hái trái cây. Không biết hái xong xuôi qua Tết này con Mẫn trồng như thế nào nữa. Ở sau lưng Hưng, trên đầu Hưng. Đúng rồi. Né đầu Hưng Hưng nha. Hái xong đem ra đổi cà rem liền nha không? Ủa chứ là phải đổi mà. Đổi mới có tiền ăn chứ. Đổi cà rem mà. Đổi kem á. Ký ức ngày xưa, ký ức ngày xưa giờ quay lại rồi đây. Ký ức ngày xưa đây. Em nắm vô đây là em lặn qua lặt lại là nó ra hết. Ừ. Ai đâu mà có nhắc từng trái vậy hả? Rồi, rồi, rồi. Rồi, con buông ra đi. Con qua bên kia con giữ. Rồi, qua cái cây kia. Cây kia tuốt quá à nha. Lúc hồi mình bưng cái lò đây mình đứng thật ăn nè. Tuốt hay sao, tuốt hay sao? Tuốt luôn, đúng rồi, tuốt. Tuốt đi, đưa đưa cái rổ con đây. Ủa lá đó là giống như lá ấy quá vậy? Lá xăm xăm đó. Phải không? Đúng rồi. Uống nó ra làm sao? Thì cây xăm xăm đi rồi, 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 ăn. Ăn hả? Giờ để đông. Cây xăm xăm, một cô ba cho mình một ly xăm xăm màu xanh á. Lá này ông ơi, không phải dây với dây đường. Đường, đường, đường. Nó hái vô nấu uống rồi được. Giống như, giống như lá ngót vậy ạ? Ừ. Nó giò giò giống như ngót hả? Kiếm đi, kiếm lá xăm đi. Quy đi Quy ơi, Quy nè con. Đi cho nó thư giãn con. Lá đường đường quá chừng luôn tí. Dạ. Ừ. Cái đó là thơ khô nấu uống. Ừ. Đó là xăm đó phải không? Đâu, không phải, không phải. Đường ngót nè. Thôi, qua hướng này luôn đi. Qua hướng này luôn đi. Đây nè, cây này là mấy chục năm về trước nhổ vô để làm cái chậu đất nhà nè. Cái đó. Cái ống ngoan đó, ống ngoan đó tí. Đập đập vũ nhổ nè. Vô chúng rụng cây này là quét nhà nè. Ừ. Ừ. Đó, để cho biết. Mấy chục năm trước cây này nè. Mấy cái cây này nè. Ấy là quét bó lại một cây. À. Mấy chục năm trước cây đó làm chổi, mấy chục năm sau mấy cây đó không sử dụng nữa, mua. Phải mua. Phải mua bây giờ phải mua. Ngày xưa cứ nhổ cây này về bó vô làm chổi. Rồi còn gì nữa không? Thôi bây giờ leo đi. Leo lên điều hái điều ơi. Có tiêu nè, chiều nay đi hái. Chiều đi hái tiêu, chiều này sẽ có một lộ trình gọi là hái tiêu. Còn bây giờ chỉ ăn đã, ăn no mới hái được. Rồi. Đây một cái ớt nữa. À ớt là đem cái gỗ này nha. Rồi, đi theo chị Tý. Tý ơi, hết rồi đúng không? Có chiều đang hái vùng ngót cái tiêu. Bây giờ mình đi về mình leo cây đây. Kiếm cái điều nào leo lên đây. Lấy vào đâu nè? Là sao quay? Làm gì? Lấy vào đâu để làm gì? Để ủ mấy cái trái cây á. Cho nó là màu chín hả? Rồi. Ôi đảo á.
Đâu? Đây, ở dưới này nguyên một bầy vịt luôn. Bầy vịt luôn hả? Trời ơi, cây chanh quá, chừng rái lên. Hôm trước cây nào, hôm trước cây nào, gia đình leo cây nào? Còn mặn đốm rồi. Rồi, bây giờ bây giờ có tiệc này rất là vui đấy, mình mua thì ăn. Đúng. Lúc nãy mà ai thắng thì uống, ai thua, ai thắng thua.